Và như những buổi họp phụ huynh khác thì cô xin trân trọng giới thiệu sự điều hành của trường hội phụ huynh, chị Nguyễn Mai Ngọc ạ. Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm ạ. Xin chào các quý phụ huynh. Cười thì diễn làm sao được. Tập lại. Ôi bố ơi là bố ơi, cái quân vô lương tâm, cái quân thất đức. Nói đi. Tôi đã bảo ông rồi, uống rượu còn đi ra ngoài cái hàng rào làm gì, để rồi trượt chân ngã rồi chết. Chứ mình góp ý một chút nhá. Lan ơi, khán giả ở đây nên nếu mà bạn quay lưng thế này thì sẽ không ai nhìn thấy bạn cả. Lát nữa bạn sẽ phải vòng sang bên kia nhá. Ok. Với cả đoạn này rất cần cảm xúc, nên là khi diễn các bạn phải xúc động hơn một chút nữa. Bây giờ mình cứ nghỉ một lúc cho đỡ mệt, xong rồi lát nữa mình tập tiếp. Ok. Cảm ơn bạn đã góp ý giúp bọn mình nhé. Hôm tới diễn thì nhớ đến xem nhé. Ok, chào các bạn. Bye bye. Bye bye. Về nhá. Đâu? Anh Duy Anh. Giới ơi, đàn ông đàn an, rón ra rón rén bao giờ mới tán được gái. Thay mặt Duy anh tặng Mai Ngọc. Cảm ơn cậu. Ê, Huệ ơi. Đã biểu diễn đâu mà anh tặng em hoa? Anh thích tặng hoa. Em cảm ơn anh. Bây giờ em phải đi trước, lần sau lại gặp anh nhé. Em đi đây. Anh Duy Anh, là phụ huynh mới, anh điền thông tin học sinh vào đây giúp em. Điền thông tin á? Thông tin của tôi á? Không lẽ điền thông tin của ông hàng xóm hả bác? Phụ huynh mới nên còn nhiều bỡ ngỡ chị Hiền ạ. Buổi họp ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết về quỹ học sinh học kỳ 1. Tôi xin thông báo về quỹ học kỳ 1 của chúng ta như sau. Đầu năm chúng ta thu được tổng là 34.500.000. Còn bây giờ thì quỹ đã tiêu hết 15 triệu. Như vậy là chúng ta vẫn còn đủ cho quỹ học kỳ 2 và có thể tổ chức một buổi liên hoan cuối năm ạ. Chào trưởng ban phụ huynh. Chào anh. Em nên chào anh là gì bây giờ nhỉ? Thì em cứ chào tên anh, hoặc là tân binh trong giới phụ huynh. Miễn sao đừng chào là người yêu cũ là được. Yeah. Vâng. Không ngờ em và anh lại gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Đúng là bất ngờ thật. Sau 18 năm anh lại được gặp em. Nhưng cũng may anh cũng cảm thấy đỡ bơ vơ hơn khi ở trong lớp. Lại quen được một người có chức sắc to nhất ở trong lớp luôn. Trưởng ban phụ huynh, nhỡ đâu anh lại nhờ vả được nha. Anh cứ nói quá, em cũng chỉ là người kết nối các phụ huynh với nhà trường thôi. Anh được mấy nhóc rồi? Anh có hai đứa. Đứa lớn thì học lớp 11, còn cậu nhóc bé thì học ở đây này. Mà cuộc sống của em ổn không? Về cơ bản cũng ổn anh ạ. Có điều là thời gian cũng hơi eo hẹp một chút. Vì một ngày thì chỉ có 24 tiếng, mà em thì vừa quản lý một khách sạn này, lại vừa là mẹ của một cậu nhóc 8 tuổi với 1001 câu hỏi mỗi tối. Thế nhóc nhà em tên là gì? Bạn nhà em tên Khôi. Hy vọng hai bạn sẽ là bạn tốt của nhau nhé. Ông xã em gọi điện rồi. Có dịp anh em mình gặp nhau sau nhé. Bye bye em nhé. Chào anh.
Alo, em nghe đây. Ôi, bánh rau này ngon quá. Ủa, cứ lần nào mà em Mai Ngọc mời anh em mình sang ăn ấy là tao lộp căng cả rốn ở đây này. Sao mày vô duyên thế? Vô duyên cái gì? No thì phải lới ra chứ, có gì mà vô duyên. Này, tí nữa ăn xong nhá, mày với Huệ đi rửa bát đấy nhá, đừng có bắt người yêu tao rửa đấy. Hợp nhí, hợp nhí. Ngày khốn. Anh ăn đi này. Ngon như nhà hàng ấy. Ăn, ăn đi, ăn đi. Ngon à? Ui dồi ôi. Mai Ngọc ơi, em có cái cúc à, cho anh xin một cái. Mày không bị hầm không đấy? Tại sao mày lại nhờ người yêu tao đi đơm cúc cho mày? Mày nhờ Huệ đi. Lần sau nhé, mày sang đây mày cưa Huệ nhé. Mày tự đi một mình đi, đừng đi với tao nữa, vô duyên vừa thôi. Anh nhớ Huệ ấy, Huệ nó khéo tay lắm đấy. Còn miếng cá ngon, anh ăn nốt nhé. Này mày làm gì đấy? Tao biết mày không thích ăn cá, để tao ăn cho. Mày điên à? Mày bị điên đấy à? Đứa nào là miếng cá đây? Mày bị hâm sao ấy? Mày hâm à? Không muốn miếng cá mà không nhờ tao được à? Em chăm làm thế. À, hôm nay anh đi họp phụ huynh thế nào rồi? À, người ta phổ biến về giải ngân quỹ hội phụ huynh với cả kế hoạch học năm sau mà. Thế anh có nhớ lời em dặn là làm quen với các phụ huynh khác không? Có, nhưng mà anh có giỏi mấy cái chuyện này đâu mà. Thì chí ít anh cũng phải làm quen với trưởng ban phụ huynh. Đấy là người nắm giữ nhiều thông tin mật của nhà trường đấy. Rồi cả thông tin quà cáp cho các thầy cô giáo nữa. Tôi nghe đây. Nè, đến nhà tôi ngay nha. Đây. Anh có việc gấp, anh phải ra ngoài một chút nhé. Ok.